Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Thuyên Quyên là một bản remix cực kỳ hay, nó cũng như cuộc đời của Tần Vô. Một bản nhạc hay chưa chắc đã cần remix, nhưng remix lên bản nhạc sẽ nghe phân khích hơn. Tần Vô thời lang thang ở phàm nhân giới, hắn dựa vào Lan Thúc và Khương Lan quẩy nát nơi đó. Vậy Tần Vô khi lên tiền bài yêu giới, hắn tất nhiên không có ai trợ giúp, nên chủ yếu hành trình nơi này sẽ trốn lủi dưới sự truy sát của các thế lực. Ở lần bình luận này anh em của mình xem về tóm tắt toàn bộ phần 5 tinh thần biến hành trình của Tần Vũ trong 4 phút. Đầu tiên Tần Vũ lên tiền bài yêu giới tại Nguyệt Lam Tinh. Hắn bị người của Vũ Hoàng bắt đầu truy nã từ đây. Do Vũ Hoàng có điều tra về Tần Vũ từ giới phàm nhân con người. Mục đích của Vũ Hoàng chính là lấy các đồ vật có trên người Tần Vũ. Nên ông đã kết hợp với con vợ Huyền Đế Huyền Hy của mình truy nã Tần Vũ khắp chiến trường mọi mặt trận. Vũ Hoàng hứa với Huyền Hy sẽ cho vợ xem cục thịt của mình, kèm theo về mê thần độc quyền của Tần Vô, nếu mà hai người lấy được nó. Tuy nhiên trải qua nhiều lần vây bắt Tần Vô, Tần Vô luôn trốn được vào trong Khương Lan giới. Sau đó Tần Vô đã đi đến khu vực của Đại Viên Hoàng, tìm lại con khỉ Hầu Phí. Hầu Phí và Tần Vô lại lang thang nghe ngóng tin tức lên đường đi đến Phi Cầm Nhất Tộc. Ở đây hai người Hầu Phí và Tần Vô đã nhìn thấy đôi vợ chồng quạ chim Tiểu Hắc và Bạch Linh đang bị người bằng Ma Hoàng Tông Tuyên vây chém. Tần Vô và Hầu Phí sau khi cứu được Tiểu Hắc và Bạch Linh, họ từng bị băng Ma Hoàng dùng trận pháp vây đánh. Dĩ nhiên với trình độ của Tần Vũ chuyên gia hành gà, nhưng băng Ma Hoàng lại là chim, nên Tần Vũ mang theo Hầu Phí Tiểu Hắc trốn vào Khương Lan giới. Và Tần Vũ ngấm ngầm đã di chuyển ở một hành tinh, đợi ngày đủ sức mạnh sẽ giúp Tiểu Hắc báo thù cho cha. Khi Tiểu Hắc chính từ miệng băng Ma Hoàng Tông Tuyên thừa nhận về cái chết của cha mẹ Tiểu Hắc bị băng Ma Hoàng Tông Tuyên giết chết ở hành tinh ẩn của Tần Vũ. Tần Vũ sau khi mang con của Tiểu Hắc và Bạch Linh là Tiểu Hắc Đồng mới nhú đi chơi. Tiểu Hắc Đồng đã quen biết kết hôn với Quách Phàm. Còn về Tần Vũ sau khi đến được chỗ Thanh Đế Độ Kiếp xong, Tần Vũ quyết định sẽ đi vào mê thần điện tại cửa Tiên Ma Yêu Giới. Nhưng đã bị bằng Ma Hoàng Tông Tuyên mở cuộc họp Tiên Ma Yêu Giới. Toàn bộ các thế lực của Tiên Ma Yêu Giới đã thống nhất phong ấn đối vào mê thần điện. Bằng cách họ sẽ cử ra 36 tiên đế chân giữ cánh cửa bằng chân pháp Cửu Thiên Lôi Ngục Chân. Vì vậy Tần Vũ đành quay xe nghĩ cách thứ hai là đi vào ám tinh giới có ba vị quân chủ Hắc Diêm Quân, Bạch Huyền Quân và Kim Hình Quân. Ở đây Tần Vũ nhờ học được công pháp của khủng long tộc của Gia Khô nên hắn đã giả danh thành người của ám tinh giới. Sau đó Tần Vũ đã nhờ được ba vị quân chủ luyện chế cho lệnh bài thông quan, tiến vào mê thần điện bằng đường ám tinh giới. Ở đây Tần Vũ lấy được một cây phóng lợn tán tuyết thần thương có bậc thượng phẩm thiên thần khí, nên Tần Vũ ở trong cuộc chiến tranh trước Kim Hình Quân, hắn đánh bại Lưu Lam. Trước vị Kim Hình Quân đời tiếp theo thuộc về Tần Vũ, còn Hình Viễn Kim Hình Quân đời cũ đã độ kiếp lên thần giới. Tần Vũ với sức mạnh từ khi rời khỏi ám tinh giới, hắn đã đi đến cửa lối vào mê thần điện tại Tiên Ma Yêu Giới. Tần Vũ chỉ cần một phát chọc của cây phóng lợn tàn tuyết thương, đánh nát đại trận phong ấn của 36 tiên đế mê thần điện, khiến 36 tiên đế đều chảy máu mồm. Đồng thời Tần Vũ tuyên bố lối vào mê thần điện ai cũng vào được. Bằng Ma Hoàng nghe được tin tức Tần Vũ siêu mạnh, hắn đã bỏ trốn. Nhưng Tần Vũ vẫn tìm được Bằng Ma Hoàng. Bằng Ma Hoàng trong trận solo với con chim Tiểu Hắc đã bị Tiểu Hắc đánh nát đầu chết. Còn về phần Vũ Hoàng và Huyền Đế, Vũ Hoàng từng bị Ốc Lam giết chết bằng một cú vả. Trong lần Vũ Hoàng Huyền Đế Bằng Ma Hoàng với đánh để ở của Tần Vũ trước đó, Huyền Đế Huyền Hy sau nghe được tin tức Tần Vũ dễ dàng đánh nát 36 tiên đế ở mê thần điện. Cô dùng chiến thuật khá đặc biệt của một người đàn bà đã có chồng là người của Tần gia ở hạ giới phi thăng lên Tiên Ma Yêu Giới. Huyền Hy sẽ bảo kê không cho ai đụng vào người Tần gia, vì vậy mà Tần Đức từng biết ơn Huyền Hy. Nhưng mục đích của Huyền Hy khá mất dây. Cô đợi Tần Vũ Hầu Phí Tiểu Hắc độ kiếp đã tranh thủ đâm Tần Đức chết, khiến Tần Vũ đã bị tàu hỏa nhập ma mà chết. Tuy nhiên Huyền Hy đã bị Phúc Bá phơ lối ở mê thần điện đi theo Tần Vũ. Phúc Bá đánh Huyền Hy, do đó Huyền Hy đã rơi vào chỗ độ kiếp của ba người Tần Vũ. Huyền Hy đã bị chết thẳng cẳng, còn ba người Tần Vũ Hầu Phí Tiểu Hắc độ kiếp lên phi thăng thần giới. Nhưng ba người Tần Vũ Hầu Phí Tiểu Hắc ở trên thần giới, họ sẽ phải đi đập đá thuê. Cảm ơn anh em đã xem hết video.